Là sau khi mình làm Super Nano Collagen, chị cảm thấy da mình thay đổi như thế nào nữa hả? À, hiện giờ nha thì chị thấy da mình nó căng, nó căng căng ở bên là da chị nó mướt mà nó căng bóng hơn đợt trước nữa em. Dạ đúng rồi. Dạ tại vì mình cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cho da để mình nuôi dưỡng và phục hồi da mà. Cho nên là da mình lúc nào cũng căng, bóng, mướt và rất khỏe đúng không đó chị? Dạ, để cho mình đánh giá được kỹ hơn thì em sẽ mời bác sĩ tham gia cho mình trước khi mình làm lần hai nha. Bác đang chắc chuẩn bị thuốc cho mình á. Bác ơi em nhờ một xíu được không ạ? Bác ơi, vậy đây chứ nãy giờ bác chuẩn bị thuốc để có thể điều trị cho mình á. Bác có thể chia sẻ với cả nhà của mình về cái hiệu quả của chị như thế nào sau khi mà chị làm được một lần công nghệ Super Nano nhé. Gặp lại chị sau khi mà chị điều trị cái therapy rồi này, Dạ đúng rồi. thì cái cơ của mình đã được cải thiện rất là nhiều, cái nét của mình rất là tươi trẻ ha, nó trẻ hóa từ bên trong. Hôm nay thì chị tiếp tục điều trị tiếp là Super Nano Collagen. Thì Super Nano Collagen bên BB Thanh Mai thì sẽ được quyết định bởi hai yếu tố, đầu tiên là cái kỹ thuật đi, cái kỹ thuật tiêm trên da, thứ hai đó là cái sản phẩm. Thì BB Thanh Mai rất là Mình rất nói là chung tự là tự hào về hào công và nghệ rất là này tự luôn đó tin về bác. công nghệ, Rất là nhiều vì chị là cái kết hỏi. quả này, kết quả đem đến cho khách hàng nhất là độ mướt, độ ẩm, độ căng bóng và giảm những cái nếp nhăn li ti cho khách hàng. Bởi vì sao? Vì trong cái gói Super Nano Collagen thì sẽ có hyaluronic acid làm tăng độ ẩm cho da, cấp ẩm cho da này, rồi là 14 vitamin, rồi là acid nucleic và thêm một cái thành phần chống lão hóa rất là tốt, đó là glutathione. Tất cả cái liệu trình này thì sẽ đem đến kết quả cho khách hàng là gì? Thứ nhất là tăng sinh trên 200% collagen này, elastin cho da này, tăng độ ẩm 90% đấy, và giảm độ oxy hóa của da lên đến 90% nữa cơ. Cho nên là mình thấy là thứ nhất là trên nền da của chị trước đây có rất nhiều khuyết điểm, xíu nám này, nếp nhăn li ti rất nhiều, mao mạch dưới da Bị nó giãn, khô nữa bị đấy, bị khô, lỗ khô. chân lông thì to. Dạ đúng rồi. Cho nên là sau khi đi liệu trình này thì mới được có 2 lần thôi. Hôm nay là mình À, làm lần 15 hai lần đó lần bác. thứ hai Chị đáp mà đã ứng cảm rất thấy là là tốt nha. đã cảm thấy là độ ẩm da, chị cảm thấy mướt mát ha. Đúng rồi, mà lỗ Cảm thấy chân da lông tươi nó trẻ, thu lại luôn đó lỗ chân bác. lông Mướt lại, da chị ha, không có đúng bị rồi, khô nữa đó kết quả rất bác. là tốt. Ê, Nhưng nhưng mà là chị cái đăng ký 5 lần đấy sao ta? đúng rồi Đúng đúng rồi. rồi Đúng rồi. Cảm ơn chị đã tin tưởng BB. Cảm ơn chị rất là đã tin tưởng BB và lựa chọn cái lòng tin. Thứ nhất là sử dụng từ từ trong ra ngoài. Cái liệu trình Atherapy kết hợp với Super Nano Collagen luôn luôn là cái liệu trình mà BB Thanh Mai sử dụng nhiều nhất cho khách hàng luôn. Chị Dạ. À, em cũng cảm ơn bác sĩ với lại đội ngũ chăm sóc em từ bữa giờ luôn á. Thật sự luôn khi mà tới BB Thanh Mai em làm á, em thấy giống như là cuộc đời mình tái sinh lần nữa á mọi người. Đó cho nên là mình không có mất thời gian nghỉ dưỡng nhiều đâu mà mình lại đẹp nhanh nữa. Chỉ cần trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ là chị thấy là da chị đã bắt đầu có cái sự cải thiện khác rồi đúng không bác? Dạ một công nghệ mà rất là tuyệt vời luôn, không cần phải nghỉ dưỡng mà căng bóng mướt, mà mình càng làm nhiều thì da mình sẽ càng được trẻ hóa giống như da của em bé vậy đó, rất là thích luôn á. Cho nên là bây giờ thì chắc là không có để mình chờ lâu nữa đâu, em sẽ mời mình nằm xuống để bác làm một lần hai công nghệ nano collagen cung cấp dưỡng chất cho da mình được căng mướt bóng và mịn hơn nữa chị nhé. Tất cả mọi người Dạ đã sẵn sàng rồi, giờ mình tiếp tục nha chị nha. dạ mình nằm nha. Cả nhà mình ơi, nếu như mà cả nhà mình muốn có một làn da căng bóng mướt và mịn màng giống như là chị của em đây thì cả nhà mình nhớ nhấc máy lên và gọi cho tổng đài của BB Thanh Mai 1800 6617 luôn, chờ đón cả nhà của mình nha. Ngoài căng mướt ra thì mình còn có rất là nhiều những cái công nghệ về nâng cơ nè, về điều trị nám, điều trị sẹo hoặc là giảm béo, bên em hầu như là có tất cả các công nghệ về điều trị da luôn. Cho nên là cả nhà mình sẽ được bác sĩ thăm khám da miễn phí nè, được lên phác đồ điều trị giống như là chị yêu thương của em đây, thì cả nhà mình sẽ được trẻ, được tươi và được đẹp hơn. Bây giờ thì em sẽ chào cả nhà và em chờ đón cả nhà ở cái livestream tiếp theo nha.